xúc giúp con người giảm stress. Tombot được thiết kế để trông và hành động giống như một con chó con thực sự. Thú cưng robot này sẽ phản ứng khác nhau với nơi nó được chạm vào. Ví dụ một cái vỗ nhẹ vào đầu sẽ khiến nó phản ứng khác với xoa vào bụng. Nó cũng sẽ làm theo và trả lời các lệnh thoại khác nhau. Pin của Tombot có thể kéo dài khoảng một ngày sử dụng và nó có thể tự đi sạc pin vào ban đêm. Trong khi vẫn đang trong quá trình phát triển, Tombot đã nhận được rất nhiều tiếng vang. Dự án trên Kickstarter đã hoàn thành giai đoạn gọi vốn và sẽ được xuất xưởng vào tháng 8 năm 2020. Không giống như các robot vật nuôi khác, Tombot có thể phát triển theo thời gian vì phần mềm sẽ liên tục được nâng cấp, bao gồm việc mở rộng các hành vi và nhiều tính năng hơn. Một ứng dụng đồng hành trên điện thoại thông minh sẽ cho phép người dùng theo dõi và định cấu hình cho Tombot. Robot hiện nặng khoảng 7 pounds, tương đương khoảng 3 kg. Các nhà phát triển đang cố gắng giảm trọng lượng nó xuống còn khoảng 2 kg. Lông của nó được tạo ra để không gây dị ứng và chống vi khuẩn. Các nhà phát triển đang làm việc để giúp Tombot dễ dàng để làm sạch nhất có thể. Tombot được ra mắt vào năm 2017 bởi Tom Stevens, người đã lấy cảm hứng từ trận chiến của mẹ mình với chứng mất trí nhớ và sự tương tác của cô với một chú chó lông vàng. Con vật là một người bạn đồng hành quan trọng, nhưng khi căn bệnh tiến triển, việc chăm sóc đúng cách càng trở nên khó khăn hơn. Stevens bắt đầu tìm kiếm một giải pháp. Ông đã nghiên cứu rất nhiều về khoa học gắn kết tình cảm và hình thành mối quan hệ với thú cưng. Nhìn thấy sự đồng hành này quan trọng như thế nào đối với mẹ và những người khác mắc chứng mất trí nhớ, anh cảm thấy một thứ như Tombot thực sự có thể tạo ra sự khác biệt và cải thiện chất lượng cuộc sống. Mặc dù nhắm vào người cao niên sống với chứng mất trí nhớ, Tombot cũng có thể có giá trị đối với trẻ em không thích động vật sống hoặc nhiều trường hợp khác nữa.